Đây là bài viết Hư cấu hay phi hư cấu, việc lựa chọn sách đúng có thể giúp cải thiện việc đọc của bạn, của tác giả True A, đăng trên spiron.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bài viết nhé. Chào các bạn đọc, đã bao giờ bạn tự hỏi mình những câu đại loại như nên chọn sách nào bây giờ nhỉ? Hư cấu fiction hay phi hư cấu non-fiction? Điều rõ ràng là bạn chỉ có thể chọn một trong hai loại. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn biết cách vượt qua những phân vân và sáng tạo nên một thói quen đọc cho riêng mình. Tôi muốn hỏi một câu trước, bạn có đọc thường xuyên không? Trong thế giới công nghệ đầy smartphone và internet ở khắp mọi nơi, rất nhiều người bị lạc trôi khỏi những cuốn sách. Hầu hết mọi người đều không chịu đọc sách sau khi rời trường đại học. Phải nói rằng trong số 10 người bạn tôi thì chỉ có 2 người còn đọc sách. Nếu bạn không đọc sách tí nào thì cả hai dòng sách này đều mới mẻ với bạn. Sách mang tới kinh nghiệm và tri thức cho nhân loại. Sách là cách dễ nhất để có thể nhận được lời khuyên hữu ích của tác giả thành công. Sách sẽ chỉ ra con đường để chúng ta trở thành người tốt hơn. Một cuốn tiểu thuyết có thể dạy chúng ta cách đối xử tốt hơn với mọi người, trong khi một cuốn tiểu sử có thể truyền cảm hứng cho chúng ta trong sự nghiệp. Tôi rất tôn trọng những người đọc sách, bởi vì họ có thể biết nhiều hơn tôi và tôi sẽ phải cẩn trọng khi trò chuyện cũng như tranh luận với họ. Hư cấu, fiction. Sách hư cấu là tác phẩm văn chương như các thể loại sau: tiểu thuyết, ngụ ngôn, truyện ngắn, kịch sân khấu và thơ. Sách hư cấu là ảo tưởng mơ mộng về vạn vật. Các tác giả hư cấu thường có trí tưởng tượng vô cùng kỳ diệu. Nếu bạn đã từng đọc xong một cuốn tiểu thuyết trong đời thì tức là bạn đã đọc sách hư cấu rồi. Có rất nhiều tiểu loại trong sách hư cấu, sách cho tuổi teen, kinh dị, tiểu thuyết có chứa yếu tố lịch sử. Tiếp đó là truyện ngụ ngôn. Chúng là một thể loại của văn học giáo huấn, mỗi câu chuyện lại mang tới cho người đọc một bài học sâu xa. Ví dụ cuốn Người giàu nhất thành Babylon của George Samuel Carson là một truyện ngụ ngôn dạy cho các bạn các mưu kế làm giàu dưới bối cảnh của một thành phố tưởng tượng mang tên Babylon. Sách hư cấu hàn gắn tâm hồn, nó luôn cố gắng để tập trung vào yếu tố con người. Rất ít người yêu thích sách hư cấu bởi vì nó tạo ra xúc cảm trong tâm trí người đọc. Đó có thể là tình yêu, sự hài hước, châm biếm hay sợ hãi. Sống ở Việt Nam vào năm 2017, tôi không biết các thị trấn Anh Quốc vào những năm 1800-1950 ra sao. Tôi không biết sự khác biệt văn hóa giữa các bang của Mỹ. Bằng cách đọc các tiểu thuyết hư cấu được viết bởi các tác giả vào thời điểm đó, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra con người ở đó như thế nào, họ thông minh ra sao và họ làm gì hàng ngày. Không cần phải đọc lịch sử, chỉ cần đọc tiểu thuyết từ những năm 1900-1950, bạn sẽ biết về điều kiện kinh tế, những phát minh khoa học và đời sống xã hội. Một ưu điểm khác của sách hư cấu là nó cho phép chúng ta được chiêm ngưỡng trí tưởng tượng, sự đa dạng của các nhân vật, nếu đó là tiểu thuyết hay một câu chuyện. Đọc một câu chuyện và bạn sẽ quên đi thời thơ ấu. Đó là lý do tại sao chúng ta yêu thích truyện kể hơn là xã hội học, lịch sử và kinh tế chán ngắt. Đọc sách hư cấu sẽ giúp bạn trở thành một người nhẹ nhàng và hạnh phúc. Văn học Nga là một tượng đài vĩ đại. Nếu bạn chưa bao giờ thử, bạn đã bỏ lỡ những tác giả vĩ đại nhất thế giới. Bắt đầu từ một Alexander Pushkin tràn đầy năng lượng sống, huyền thoại Leo Tolstoy, một Nikolai Gogol hài hước, quý ông lịch lãm Fyodor Dostoevsky và Ivan Turgenev đầy buồn bã, tất cả họ đã tạo nên thời đại vàng trong văn học Nga. Các quý ông kể trên đã gửi gắm cho chúng ta những thông điệp vĩ đại dưới dạng tiểu thuyết và truyện ngắn, cuộc sống đời thường dưới con mắt của văn học Nga. Với những tác phẩm kinh điển của văn học Anh thì không có tính từ nào có thể diễn tả hết. Từ cổ điển như Shakespeare, Arthur Conan Doyle, Jane Austen, Charlotte Bronte, Charles Dickens, Virginia Woolf, cho tới hiện đại như J.K. Rowling, Philip Pullman, Julian Barnes, mỗi người lại có ma thuật và phong cách riêng. Oscar Wilde làm bạn cười, Jane Austen làm bạn khóc, J.K. Rowling làm bạn mộng mơ. Hãy đọc những cuốn sách hư cấu của những con người vĩ đại. Cuộc đời của bạn quá ngắn, chỉ có 100 năm thôi. Phi hư cấu, non-fiction. Phi hư cấu là dòng sách nói về những thứ tồn tại trong thực tế, hầu hết là các thể loại như tiểu sử và tự truyện, triết học và lý thuyết, nghiên cứu khoa học và lịch sử, phân tích và đánh giá.
sách phi hư cấu hàn gắn tâm trí. Chúng giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng của bạn. Câu trích dẫn, sách hư cấu là một câu chuyện và sách phi hư cấu là một sự thật, có thể không hoàn toàn đúng. Sách phi hư cấu có thể là sự thật hoặc chỉ là những tư tưởng. Các giáo sư ở nhiều trường đại học viết sách dựa trên những gì họ nghiên cứu. Có một chương trình là TED, nơi mà mọi người thảo luận rất nhiều các vấn đề thú vị. Những tác giả này cũng viết sách để giúp bạn hiểu được vấn đề và tìm cách giải quyết chúng. Lợi ích của việc đọc sách phi hư cấu. Có vô số lợi ích khi đọc dòng sách này. Đầu tiên, nó sẽ dạy cho bạn cách mà thế giới vận hành, sau đó là những bí mật từ những bộ óc vĩ đại. Bằng việc đọc sách phi hư cấu, bạn sẽ tăng thêm kiến thức, cách tư duy logic và phương pháp phân tích. Đọc những cuốn sách liên quan đến nghề nghiệp của bạn, ví dụ như Software and IT, sẽ giúp bạn tiến xa thêm trên con đường sự nghiệp. Đọc những cuốn sách nói về nhiều chủ đề khác, vấn đề toàn cầu, kỹ năng mềm, kinh tế, bên ngoài lĩnh vực của bạn sẽ giúp bạn trở thành người thông thái. Có hàng nghìn cuốn sách phi hư cấu hay được xuất bản mỗi năm. Những cuốn sách này là người thầy vô hình trao tặng cho chúng ta món quà gọi là trí tuệ. Đừng nên chỉ quan tâm vào một số lĩnh vực giới hạn, hãy khám phá càng nhiều càng tốt. Hư cấu và phi hư cấu. Và bây giờ là tranh luận cuối cùng. Hư cấu hay phi hư cấu? Có hai kiểu người luôn tranh cãi về sự tuyệt vời của mỗi dòng sách mình đọc. Những người đọc sách phi hư cấu nói sách mình đọc là thượng đẳng hơn so với sách hư cấu. Họ phủ nhận tầm quan trọng của sách hư cấu bằng cách gọi chúng là những chuyện tào lao phí thời gian. Nhưng sự thật thì khác xa. Hư cấu và phi hư cấu như hai con mắt của một người đọc. Nếu chỉ đọc một thứ mà bỏ qua thứ còn lại, thì sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều. Hư cấu giúp bạn phát triển trí tưởng tượng, và phi hư cấu giúp bạn nhận được những bài học từ các vĩ nhân dưới dạng các cuốn sách tiểu sử. Lời khuyên của tôi là đọc cả hư cấu và phi hư cấu cùng lúc. Khi có thời gian rảnh, bạn nên đọc song song cả hai thể loại. Đọc quá nhiều sách hư cấu sẽ làm bạn nghĩ về thời gian. Đọc quá nhiều sách phi hư cấu sẽ khiến bạn bị ảnh hưởng theo tư tưởng cá nhân của một tác giả. Vậy nên, phải cân bằng. Đọc 10% một cuốn tiểu thuyết và 10% một cuốn sách phi hư cấu mỗi ngày. Trong vòng 2 tuần, bạn sẽ hoàn thành 2 cuốn sách. Trong 1 tháng, 4 cuốn. Trong 1 năm, bạn sẽ hoàn thành hơn 40 cuốn. Càng tham lam khi đọc càng tốt. Hãy cố gắng hoàn thành nhiều chương hơn dự định. Nếu bạn có một chiếc Amazon Kindle, hãy mang theo đó mọi lúc mọi nơi. Lời kết. Đọc sách là một thói quen tốt. Rất nhiều người thành công trên thế giới đọc rất nhiều sách. Những người thông thái mà tôi gặp trong cuộc sống đọc nhiều sách mỗi tuần. Dù là đọc sách hư cấu hay dòng sách khác, hãy tin rằng đọc sách mang lại cho bạn niềm vui. Thật sự đấy. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Xin chào và hẹn gặp lại.